Địch Kỳ sẽ là địch đại soái của Trấn Thần Quy. Đại soái ca nói muốn đáp lễ cho ông. Muốn mời ông ăn bữa cơm. Nè, 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 gì vậy? Nè, muốn gì? Tôi chỉ biết là làm quân việc chỉ nhờ có cái ác thôi. Có câu ai lớn ai ác ai chính xác, có đúng vậy không? Nè, tôi điên đó. Tôi rất là điên đó. Ơi, đừng có làm không khí căng thẳng. Cạn ly với địch đại soái đi. Tôi kính mọi người, cạn ly. Cạn ly. Nè, đâu có ăn cơm trước cái xác, có đúng vậy không? Lôi ra ngoài cho tôi, băm nhuyễn nó, cá khô chân thịt băm, đem cho chó ăn. Dạ, đại soái ca. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Mấy người chưa trả tiền, đứng lại. Xin lỗi nha, lúc nãy quên đưa cho anh. Cầm chắc tiền này, về quê từ từ ăn đi ha. Không được khai ra nha, tôi biết quê của anh ở đâu đó. Anh dám quay lại, bùm anh liền á. Hiểu mà, hiểu mà. Cũng như câu, không phải mãnh long không quá vàng, không phải heo quay không quá vàng, dám chơi với chúng ta. Qua đã. Có chuyện gì? Có ngửi được mùi rất nồng nặc không? Mùi nước hoa sao? Mùi đồ ăn. Thịt cừu tiêu đen, thịt cừu hơi sống sống, gà tiêu xuân, gà hơi khét khét, cải rổ xào thịt bò, nhưng thịt bò hơi bị dai. Đại sứ ca, em tưởng đâu miệng của anh cự thôi, không ngờ muốn anh cũng tính tới vậy. Có lợi hại tới vậy không đó? Hôm nay cậu mới biết thôi sao? Ngày đầu tiên biết ảnh sao? Ảnh nghe ba phần bịa, ba phần tùy tâm trạng. Vậy còn một phần? Phải khớp miệng. Nè. Trời, còn nói nghe ba phần bịa, ba phần tùy tâm trạng. Tôi không trúng 10 phần, cũng trúng 9 phần rồi. Có thịt cừu với lại gà tiêu xuân thật đó. Nè, có biết tại sao hôm nay thịnh soạn vậy không? Thường thì tử tụ ăn bữa cuối cùng thịnh soạn nhất. Với lại thất đầu về nhà, ăn bữa đó cũng thịnh soạn lắm. Nè, đừng làm tôi sợ nha. Đại soái. Ê! Đại soái, em biết bình thường anh bận lo quân vụ nên hôm nay chuẩn bị một số món ăn định tưởng thưởng cho anh đó. Bữa ăn tối trong nhà thôi, sao ăn mặc giống như tới vũ trường vậy? Cũng như câu sắc hương vị sắc đương nhiên phải đặt hàng đầu rồi. Nè, đồng ý. Nhưng không quen, không ai đốt. Đem đốt anh ăn. Được thôi. Nè, ăn thịt cừu trước không đi. Không được, em không muốn đại soái chết sớm quá. Nửa đêm nửa hôm ăn những món dầu mỡ này không tốt cho sức khỏe. Cần phải ăn thanh đạm một chút. Chảo trắng, bánh bao xá xíu, tôm non chiên trứng, đậu hũ kia nha. Em chỉ biết làm vài món Giang Nam thôi. Anh đừng cười. Cười cái gì? Món thủ công có tâm tư nhất, anh biết mà. Em chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, không biết chia sẻ với đại soái, chỉ biết làm món ngon thôi. Hy vọng đại soái ăn thật vui vẻ, ăn thật ấm cúng. Nhưng thứ rẻ tiền đó không thể cho vào miệng được, đương nhiên phải ăn món em làm rồi. Đã nói là không tốt rồi, đừng nhận cháo trắng. Ai người có ngửi được mùi chua không vậy? Ăn cháo trắng đi. Không chỉ mùi chua, còn ngửi được mùi thuốc súng nữa. Chúng ta có cần súng như giải quyết trận hào kiếp này giùm đại ca không đi? Chiến tranh của phụ nữ nhiều khi còn kinh khủng hơn đánh trận thật sự nữa kìa. Ăn đi mà. Ăn cái của em đi. Cái của em tốt hơn. Cái của em nè. Ăn đi cái của em nè. Cái của em tốt hơn. Cái chính là nhiều quá, làm sao mặn hết hả? Cái chính là không phải kêu anh ăn hết. Cái chính là có anh ăn đồ của ai trước? Đương nhiên là ăn đồ của em trước rồi. Thế gian này đâu có đương nhiên. Vì không đương nhiên cho nên ăn đồ của tôi trước. Không được, phải ăn đồ của em trước. Đồ của em trước nè. Khỏi phải dành, ăn một lượt. Nè, có bao giờ nghe ăn lẩu quân đội không? Lúc trước khi tụi anh ra trận, ra chiến trường, đám lính của tụi anh đoàn kết vô cùng. Thế khi mà dọn cơm, mọi người có món ăn nào thì lấy món đó ra. Sau đó, đem một cái nồi lớn, đem tất cả các món đổ chung một nồi. Nếu như có cá, đương nhiên là sướng rồi. Không có cá thì lấy tôm, không có tôm thì bỏ. Kiếm con cua, sau đó đem chúng dồn chung một nồi, đổ dồn một nồi. Mặc kệ đó là món ăn gì, quậy, quậy đều với nhau. Không phân biệt ai, chia ngọt sẻ bùi. Nè, tuy hai người không phải là lính, là vợ của anh, nhưng đạo lý cũng như nhau thôi. Không phân biệt ai, chia ngọt sẻ bùi. Đó, miếng thịt cừu này, trong thịt có cháo, trong cháo có thịt. Mùi vị thế nào? Cháo có vị thịt, thịt có vị cháo, cũng ngon. Có ăn không rượu sao được chứ. Đại soái, em đã chuẩn bị cho anh một chai brandy thượng hạng rồi nè. Anh uống đi. Vậy sao?
em cũng chuẩn bị sẵn mũ da bì. Chúc mừng đại soái lên chức đại soái quản lý trấn Thăng Quy. Chúc mừng đại soái quan vận hành thông ngày càng đi lên. Nói hay lắm. Uống ly của em trước. Uống ly của em trước. Uống ly em trước đi. Uống ly của em trước. Uống đi. Ê, cũng xử lý như vậy thôi phải không? Mùi vị thế nào? Trong brandy có vị gia bì thôi. Trong gia bì có vị brandy thôi. Cũng ngon mà. Hài lòng rồi phải không? Đại số ca, đại số ca. Lý do gì có nhiều phụ nữ dành anh vậy? Bởi vì bẩm sinh anh đẹp trai sao? Hay là quyền cao chức trọng? Hay là bẩm sinh đẹp trai cộng quyền cao chức trọng? Đại soái ca. Người ta nói 10 người đàn ông thành công, 10 người đều không chịu nổi sự cám dỗ của phụ nữ. Anh nghĩ có đúng hay không? Làm gì có. Anh thì nói người đẹp thì không cám dỗ nhưng đàn ông không thành công. Có đúng không? Vậy anh có được gọi là một người đàn ông thành công hay không? Cho dù ở bất kỳ tình huống nào, bao gồm chiến trường, đổ trường, sân bóng rổ, sân cầu lông, anh cũng là một đàn ông thành công. Vậy em có được gọi là một người đẹp hay không? Con yêu tinh này, đạo hạnh yếu một chút cũng bị ẻm hút hết ba hồn bảy vía rồi. Đúng vậy, em là yêu tinh đó. Vậy tối nay đại sáng muốn em làm yêu tinh nhìn nhận hay là bạch cốt tinh đây, em đều làm được hết. Đánh yêu tinh mà sợ gì chứ. Về phòng em ngủ nha, tối nay mệt rồi. Làm ơn. Mệt. Mệt thì hay lắm đại soái. Em có hái chút hoa hồng ngâm nước nóng, có thể xoa bóp chân, giải tỏa mệt mỏi cho anh. Đại soái à, thật ra lòng bàn chân có nhiều huyệt đạo lắm, cũng như huyệt giải khê, huyệt triệu khẩu, huyệt dũng tuyền vân vân. Thường xuyên xoa bóp có thể bảo kiện dưỡng sinh, có sướng hay không? Có dễ chịu không? Tay cắt tiết gà cũng không đủ sức chà qua sát lại, làm sao đủ sức chứ? Đại soái, chân của em thì có sức lắm, có sướng hay không? Có dễ chịu không? Vậy từ nay đại soái muốn em ban ngày xoa chân cho anh, hay là ban đêm xoa chân cho anh, hay là ngày cũng xoa đêm cũng xoa? Quyết định vậy đi. Em biết nói gì sao? Đương nhiên là biết rồi, em và anh có thần giao cách cảm mà. Cô có chân, tôi không có chân sao? Người ta đang xoa đàng hoàng, có nhúng chân vô để làm gì chứ? Tôi có cô xoa, tôi có tôi xoa. Liên quan gì tới cô? Đừng đi. Cứ làm vậy, tối nay sao ngủ đi? Đại soái, em ngủ với anh chắc chắn anh sẽ ngủ rất ngon. Cô ngủ với anh, đang ngủ cũng thấy ác mộng. Em ngủ với anh. Sống trong thời loạn thế này, đúng là sống trong giang hồ không thể tự chủ. Tình hình bây giờ chỉ có ba người ngủ chung, đắp mền chung. Yeah gì chứ, thật sự ngủ thôi, đừng nghĩ lung tung ngang. Được, vậy thì tắt đèn đi ngủ. Lực mặt sân hề, khí cải thế, thời bất lợi hề, tuy bất thể. Nam nhi đại trượng phu, tu thân tại gia trị quốc bình thiên hạ. Tôi còn muốn cái gì hơn nữa chứ? Tới đây, tới đây. Bé gì đó. Chuyện gì vậy đây cơ? Nghe tiếng súng cũng không chịu ra sao? Tức là bỏ trốn rồi.
Em xin lỗi. Nhiệm vụ thất bại rồi. Anh em cũng đã hy sinh hết. Cũng may em bình an vô sự. Có ích gì chứ? Không làm được gì hết. Em chẳng thà hy sinh với họ. Chưa tới cuối cùng, đừng dễ dàng hy sinh. Còn nhiều việc em có thể làm mà. Anh muốn em ở bên cạnh Địch Kỳ sao? Phải. Hãy nhớ, nếu có khó khăn gì, lập tức tới tìm anh. Anh mãi mãi ở sau lưng để ủng hộ em. Bắn nát đầu của mày. Bắn nát đầu của mày. Ông. Ông có sao không? Không sao, ông đừng sợ. Bắn trúng vỏ thôi, đừng sợ. Không có gì đâu, đừng sợ. Cô là vợ của Địch Kỳ mà. Sợ. Sân trước sân sau, khu nam khu bắc, trên lầu dưới, nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng chủ nhân của ông, 8 căn phòng khách, 5 căn phòng người nằm, với lại tầng hầm. Đều không tìm được. Tìm bao nhiêu lần rồi? Chỉ có một lần thôi. Tìm lại từ đầu chí cuối, thêm lần nữa. Hả? Hả? Ờ. Đại soái ca. Sao hả? Tìm khắp thị trấn cũng không tìm được, chắc chắn là bỏ trốn rồi. Ờ, đại soái ca, chỉ riêng ngải nữ Thiên Kiều cũng làm cho anh nhức đầu rồi. Đừng tham lam quá. Tối qua nào là lẩu quân đội, rồi gia bị trộm ren đi, nhiều thứ gì ăn hết được sao? Khó tiêu đó. Được, tôi nhờ trấn trưởng giúp đỡ, ông rành đường hơn. Không cần đâu, em đã nói với trấn trưởng, nếu có tin ông sẽ báo với chúng ta. Cũng được, mọi người nghỉ ngơi đi, tôi tự tìm được rồi. Đại soái ca à, anh làm gì lo cho cổ dữ vậy? Bây giờ cổ bỏ đi sẽ càng tốt hơn. Cổ là phản tặc, ghét quân phiệt nhất. Bây giờ anh là đại soái, để cổ bên cạnh mình cũng như để lưu đạn ở bên cạnh vậy. Phải rồi, dù sao cổ cũng là cướp, chúng ta là lính, ở chung với nhau không tốt đâu. Đại soái ca, đại soái mà tiên căn sai người tới. Nói với hắn, tôi không đánh đùa với đám đại soái đó đâu. Chính vì ông muốn sai người tới nói với ngài, Nguyên Nguyễn phu nhân xảy ra chuyện rồi. Mà đại soái, xin chào. Đừng có bước tới. Nguyên Nguyễn. Trước giờ tôi đều thử vũ khí ở đồi heo rừng này, cho nên đã đặt sẵn địa lôi đây. Nhưng không hiểu tại sao vợ của anh lại chạy vô trỏng, còn dẫm lên một cái nữa. Đúng lúc tự mình vô trỏng vậy sao? Rõ ràng anh ta muốn giở trò đại ca. Nè 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 nè, không bằng không chứng, đừng nói lung tung nha. Nhưng cho dù là vậy, anh ăn thịt tôi sao? Sao hả? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân à? Thật ra chức đại soái của anh cũng nhờ lừa gạt mà có thôi. Ngồi hưởng phước đi, tội gì liều mạng như vậy. Nhưng chưa chắc kiếp sau anh có may mắn như vậy đâu. Có thể từ ma gia lên thành hoàng. Mọi người làm gì vậy? Địa lôi đó. Bộ tưởng là pháo sao? Có phải muốn mất mạng không? Vợ của tôi tự giải quyết. Mọi người không cần lo, đó là mệnh lệnh. Chống lại quân lệnh cũng phải chịu thôi. Để nó có phước cùng hưởng, có quạt cùng chia mà. Em không thể để một mình anh đi mạo hiểm được đâu. Anh em bao năm nay, không lẽ anh thiếu nghĩa khí vậy sao? Anh làm anh hùng hết hả? Để lại chút cho tụi em đi chứ. Lên! Lên đi anh em. À, phải ha. Quên mất Địch đại soái quen làm lính, quen làm những công việc nặng nhọc như tháo địa lôi. Cứ bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ mau chóng tới cứu cô. Đừng bước tới đây, mọi người sẽ chết đó. Cô vẫn chưa biết tên đầy đủ của cô. Tên đầy đủ đó. Ờ, không trả lời cũng được.
Lát nữa có bất trắc gì xảy ra vụ nổ, chắc chắn sẽ xào chung một dĩa. Không biết cô tên họ gì, chắc chắn sẽ trộn lẫn xương cốt, tiếp sau rắc rối lắm rồi. Tôi tên Trương Nguyên Quyển. Quyển là trâu nước sao? Không phải, Quyển là Lệ Lan Quyển Chi, Nguyên là Nguyên Nhật Long. Trái cũng là Nguyên, phải cũng là Quyển, có sân trước có sân sau, tốt số, đúng là tốt số đó. Nhưng mà tôi thích Quyển là trâu nước nhiều hơn. Tên là do ba tôi đặt cho tôi. Ba tôi nói tuy tôi là con gái, nhưng tôi cũng có thể tạo dựng sự nghiệp của mình. Từ nhỏ tôi đã mơ ước muốn làm bác sĩ. Ba tôi ủng hộ tôi lắm, kêu tôi cố gắng học y, cứu giúp thế gian. Đúng ra mơ ước của tôi có thể thành hiện thực. Cho đến khi quân Việt kéo tới. Quân đội tới rồi, con dẫn học sinh chạy trước đi, để ba cản họ lại. Ba, chạy trước đi, chạy trước đi. Chạy nhanh lên. Đứng lại, không ai được chạy, tránh ra. Không ngại cường quyền, chết không đáng sợ. Xin lỗi nha. Sao anh phải xin lỗi tôi chứ? Xin lỗi vì nhắc lại chuyện đau buồn của cô thôi. Tuấn Cát. Dạ. Chúng ta bắt đầu. Bây giờ điều cô cần phải làm là chỉ có một việc: đặt mạnh lên địa lôi cho tôi. Đặt mạnh cỡ nào, mạnh cỡ đó. Tôi phải cắt đế dạy của cô ra. Đừng sợ. Rồi, Tuấn Cát, nghe đây. Hễ tôi đếm 3 tiếng, chân của cô từ từ lùi lại cho tôi. Tuấn Cát cũng từ từ đưa vô cùng lúc. Cô hiểu không? Tôi biết. Chuẩn bị. 1 2 3 1 2 3 Từ rồi, mọi người đi đi. Cô đi theo sau, tôi theo sau lưng cô. Làm việc. Sao chứ? Không sao. Xin lỗi nha, phí hết địa lôi của anh rồi. Nè, về nhà. Nếu là sói thì mài răng cho bén, nếu là cừu thì tập sẵn cặp giò. Đừng chơi trò nham nhở với tôi nữa, nếu không lần sau tôi nhất định trả cho anh đó.
mau đem đồ vô trong, đừng làm phiền đại soái nói chuyện. Đại soái, anh cảm thấy dễ chịu hơn chưa? Có thể nói cho tụi em biết xảy ra chuyện gì rồi chứ? Hai người hỏi cổ đi. Con nhỏ sao chổi này, xém chút hại chết chúng tôi rồi. Nếu không phải niềm tình của đại soái ca, chúng tôi nhất định sẽ không cứu cô đâu. Cũng không thể đổ hết cho cổ, cổ cũng là người bị hại thôi. Đại soái ca, tại sao lúc nào anh cũng bênh vực cổ vậy? Đại soái ca, bình thường anh nói một là một, nói hai là hai. Anh em ra tay hết mình, không bao giờ em hỏi tới. Nhưng mà lần này em thật sự rất muốn biết tại sao. Rõ ràng anh có thể bỏ mặc cổ, nhưng mà anh lại che chở cho cổ hết lần này tới lần khác, báo hại tất cả tụi em xém chút mất mạng, tại sao vậy? Mọi người đừng nói nữa, tôi đã hại mọi người, tôi xin lỗi, cáo từ. Không được đi. Tôi là đại soái, cổ là vợ tôi, đó chính là câu trả lời. Theo tôi lên phòng. Sao cô nói chuyện không có âm cuối vậy? Nói cọc lóc vậy sao? Kéo dài âm cuối một chút, nhỏ nhẹ hơn nhiều. Tôi hỏi anh muốn gì Địch Kỳ? Cô là vợ của tôi, tôi muốn sao cũng được. Tôi nói cho cô biết, một người đàn ông nhân thủy bất túc, tức là tân dịch không đủ. Nhưng mà tôi thì không. Cô thấy tôi nói nhiều như vậy cũng đủ biết nước bọt của tôi không bị thiếu, thận thủy không có chuyện không đủ. Chức năng thận của tôi rất mạnh đến phun máu. Tối nay tôi muốn nói cô biết thế nào là lớn mạnh. Lớn mạnh không phải là cô chinh phục được bao nhiêu, mà là cô chịu được bao nhiêu. Thì ra anh bị thương sao? Nếu là bình thường chắc chắn chạy thoát rồi. Sáng nay hơi đầy bụng, chạy chậm hơn một chút thôi. Nếu tiện thì xử lý giùm tôi luôn đi. Xin chào. Trời, sao đồ ăn nhiều vậy? Thử cái đó. Khoan đã. Làm gì vậy? Đại soái còn chưa xuống, chưa ăn được. Tôi đã nấu cả buổi sáng rồi. Xin qua đi. Dĩa này được chứ gì? À, đợi đại soái cái đã. Ngồi đi. Ê, chào cái buổi sáng. Xin chào. Xin chào. Hẹn chị sáng sớm hôm nay không thấy cô thì ra sáng sớm chạy nấu cháo à? Nấu cho anh ăn đó. À, tốt vậy à? Là cháo gì vậy? Cháo tổ yến. Cháo trắng. Cháo hải sản. Cháo trắng. Cháo bào ngư. Cháo trắng. Tôi biết rồi, là cháo gà tổ yến, hải sản bào ngư với hết xác, còn là cháo trắng. Cháo trắng trong các loại cháo trắng. Vậy thì tôi không quen bụng trống ăn sáng, mời chị ăn đó. Các vị đẹp trai đẹp gái trong phủ đại soái, xin chào. Chào đại soái. Xin chào. Nè, ngải nữ thiên kiều, hai người đã là người của Địch Kỳ này thì đừng kêu đại soái, đại soái xa lạ vậy nữa, thêm một chữ ca là ca ca đó. Đại soái ca. Nếu nhầm cuối kéo dài chút thì nhõng nhẽo hơn rồi. Đại soái ca. Đó, đây mới là điểm tâm dành cho đại soái chứ. Ăn đi ăn đi. Nè, ăn đi ăn đi. Khoan đã. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Wow. Trời. Lấy điểm tâm làm gì vậy? Lẩu quân đội. Chẳng phải nói rất thích ăn sao? Ăn thử đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Anh phải dậy rất sớm để làm đó. Ăn đi. Sáng nay em thức dậy làm bị thương trong người, phải ăn kiêng, ăn thanh đạm một chút. Bác sĩ kêu anh ăn thanh đạm một chút kìa. Anh cũng muốn ăn những món này lắm. Anh không cần nịnh tôi như vậy. Tôi không phải là bác sĩ thật sự, biết thêm chút y lý hơn anh vậy thôi. Nè Nguyên Nguyễn à, hỏi thật nha, chúng tôi có phần ăn cháo không vậy? Ai cũng có phần, tự nhiên ăn. Vậy thì còn nghe được. Mà Thắng à, mau ăn đi. Ê, cô có nấu luôn phần của chúng tôi hay sao? Chúng tôi có bị thương hay sao? Không cần phải ăn kiêng đâu. Không phải chỉ có ăn kiêng mới có thể ăn cháo. Bình thường ăn cháo cũng có lợi lắm. Cương Mục Bản Thảo có nhắc tới cháo. Bụng trống dị hư, cốc khí tiện lợi, bổ sung khiếm khuyết cực kỳ có lợi. Giới tràng dị đều đạt là lợi trong ẩm thực. Lúc trước cổ nhân dưỡng sinh cũng chỉ ăn cháo thôi. Tốt nhất là bụng trống rỗng. Đương nhiên rồi. Thì ra ăn cháo có thể dưỡng sinh hay sao? Vậy thì làm gì còn có người mua sơn dương hải vị? Cô đừng có lừa chúng tôi nữa. Mà Thắng lo ăn đi, nói cũng nói sai. Là sơn hào hải vị, không phải sơn dương hải vị.
Ăn thì lo ăn đi, nói gì nhiều dữ vậy, có phải quỷ đói đầu thai không? Tiễn đi luân hồi bây giờ. Ăn xong luân hồi chung với cậu. Nào tóm lại chỉ có một câu, ăn cháo thì tôi dơ chân tán thành. Có lẽ ở đây không còn ai phản đối nữa có đúng không? Mà Thắng, cậu có hiểu đại ca nói gì không? Anh muốn được cậu... Rồi. Ăn cháo đi. Ai, em gái em đúng là tài giỏi lắm. Chỉ có một tô cháo trắng cũng có thể làm cho đại soái ca vui như vậy. Phải đó, em gái đúng là học rộng hiểu cao. Có em gái hầu hạ đại soái ca chắc chắn có phước lắm. Chị đây cũng phải học hỏi đạo hầu chồng ở em mới được. Đừng chị em này nọ nữa, gọi tôi Nguyên Quyển được rồi. Hơi, cũng không thể nói như vậy được. Có câu lớn nhỏ có người, chúng ta đều là vợ của đại soái ca, đương nhiên phải có quy định hẳn hoi. Nói đúng lắm em gái. Chị là chị, em mới là em gái. Lần trước đã nói rõ tôi là chị rồi mà. Nói hồi nào chứ. Cao không có nghĩa cô là chị đâu. Đương nhiên cô phải tự nói. Tôi cũng phải là chị được tôi mới vậy. Chứ lần trước đã thỏa thuận hết rồi mà cô không biết đương sao. Đương nhiên tôi là chị rồi. Dạ, hay là hai người làm chị tôi đi. Tôi làm em kết nghĩa của hai người, chịu không? Yeah, không được. Dạ anh em, hôm nay có gì làm không? Đại soái ca, chúng ta đông người như vậy, hay là chỉ làm hai tớp đi ha. Chúng ta dàn hàng ngang như vậy á, sẽ cản trở mọi người đó. Nè, ngang tàng ngang ngược là thái độ của đại soái này mà. Những chuyện này khó nhượng bộ lắm. Thì đó, bây giờ đại soái ca làm đại soái, toàn bộ trấn Thạch Quy này được thuộc về anh. Nè, vàng bạc châu báu này của ai vậy? Của đại soái ca. Tờ lụa gấm dốc này của ai vậy? Của đại soái ca. Màu gương viên cá của ai vậy? Của đại soái ca. Không tên không có, miếng ngói cùng gạch một dọc nước không khí ở đây của ai vậy? Của đại soái ca. Còn nữa nha, mắt mũi tai miệng của em đều thuộc về đại soái ca, thân hình đầy đặn cũng thuộc về đại soái ca, hỉ nộ ai lạc của em sẽ sớm chết đều thuộc về đại soái ca, cho nên toàn bộ của em đều thuộc về đại soái ca, toàn bộ đại soái ca cũng thuộc về em hết đó. Toàn bộ của anh cũng thuộc về em sao? Nè, toàn bộ của anh phải dùng để suy nghĩ mà, không thể cho em được. Yeah. Chứ dù núi cao biển rộng đã ở chỗ của đại soái ca làm ăn, tức là thuộc sự che chở của đại soái ca, đương nhiên họ phải nể trọng đại soái ca, kính trọng đại soái ca rồi. Có nghĩa là từ nay chuyện ăn uống vui chơi của chúng ta tất cả đều không cần tốn tiền. Chẳng những không cần tiền, họ còn phải đưa thêm cho chúng ta nữa. Lần này chúng ta nhất định quơ được đồng nào hay đồng đó, quay được chỗ nào hay chỗ đó, được không anh em? Được. Đại soái ca, thật ra bản thân chúng tôi đã nộp tô điền thuế đất rồi. Lần trước sinh nhật Mông đại soái, mỗi nhà mỗi hộ cũng có nộp cống phẩm mà. Thông cảm giùm đi đại soái ca. Đại soái ca, ai nấy đều buôn bán nhỏ, cuộc sống khó khăn, còn phải nuôi vợ nuôi con. Anh thì không lo ăn uống, tội gì làm khó mọi người chứ. Người dân chu cấp đại soái là bình thường thôi, đứa nhỏ lên ba cũng biết. Cô còn làm như có học thức lắm vậy, không có chút kiến thức gì hết. Hả? Cho nên nếu cống phẩm càng nhiều thì càng có uy, càng có tiếng tăm. Mong đại soái là đại nguyên soái của quân ta, đương nhiên là ổng lấy nhiều nhất. Dưới trướng ổng có Lý Thế Quy, Mạch Tiên Căn, với lại Sa Nam cũng nhận được không ít. Đại soái ca của chúng ta không thể thua thiệt họ được ha. Phải đó, ông nạp chứng tỏ sự trung thành của người dân đối với đại soái ca, thu thuế là thể hiện uy tín của anh. Em chỉ lo đại soái ca nhân từ quá, mọi người không phục anh, coi anh như không có thôi. Nè, muốn người ta phục anh thì không cũng... chỉ vì câu tu thân tại gia triển quốc bình thiên hạ, phần tiền mới thì thu rồi, phẩm hạnh trước giờ cũng là đi đôi. Họ không cống nạp tôi làm sao tại gia, không tại gia làm sao tại quân, quân cũng không tại được tôi làm sao bảo vệ thị trấn, thị trấn không bảo vệ được tôi làm sao kiếm ăn, ăn cũng không kiếm được. Cuối cùng thì nữ đạo nam xương. Là nam đạo nữ xương phải không? Phụ nữ làm trộm, đàn ông làm dịch, chẳng phải càng hay hơn sao? Có đúng không anh em? Đúng. Đại soái ca đúng là anh minh. Đại soái ca, những chuyện nhận cống phẩm nặng nhọc như vậy, hay để mấy người vợ tụi em chia sẻ với anh đi có được không? Đại soái ca, anh cứ giống như chia bánh vậy, chia tiền cho tụi em, rồi hàng tháng tụi em nhận cống phẩm cho anh. Nè, từ xưa tới nay có cấm qua cấm mạ, cấm nước, cấm mắt, cấm câu tìm cá. Hôm nay đại soái ca biểu diễn là cấm cờ. Làm sao cấm đây? Mỗi người sẽ lấy một màu, thích tiệm nào thì cấm thẳng ở trước cửa, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thật sao? Thử đi rồi sẽ biết. Cũng được. Đại soái ca, có gì ủng hộ không? Không ủng hộ. Cấm cờ. Cấm cờ. Nhận cống phẩm. Từ nay cống phẩm trong tiệm của anh sẽ thuộc về sở hữu của ngã nữ này. Tự nhiên cấm. Người đẹp nhờ lụa, con người cũng quý phái hơn. Đi chơi với đại soái ca, đại soái ca mới đủ oai chứ. Nói hay lắm, thưởng thêm cây cờ. Cảm ơn đại soái ca. Cảm ơn nhiều. Cấm cờ. Cấm cờ. Cấm cờ cái gì chứ? Nhận cống phẩm, từ nay cống phẩm trong tiệm của ông thuộc về sở hữu của ngã nữ này. Còi sò, cỡ yến, bào ngư, di cá, tất cả cứ nhận tạm đi. Còn hàng nào tốt không, lấy ra coi luôn. Hả, còn lấy hàng tốt nữa sao? Nhìn Thiên Kiều kìa, rất điềm đạm khép nếp, không giống như chị ngải nữ hấp ta hấp tấp. Tôi thấy cô gia bộ thì đúng hơn, loại như ngải nữ gọi là thật tình, như vậy mới dễ thương đó. Cả hai đều tuyệt. Chị dâu đó,
Sao hả Thiên Kiều, chưa tìm được tiệm như ý sao? Không phải đại soái ca à? Thiên Kiều nghĩ một hồi, nếu em chọn một căn, đại soái ca sẽ bớt một căn. Khen cho câu Thiên Kiều chọn một căn, đại soái ca bớt một căn. Được, dựa vào câu này của em. Đúng rồi. Có. Tiệm vàng, ngân hiệu, tiểu lầu, mỗi chỗ cắm một cây cờ Thiên Kiều cho tôi. Dạ, đại soái ca. Cảm ơn đại soái ca. Ừ. Sao hả Nguyên Nguyễn, chọn được căn nào rồi? Tôi không có chọn, cũng không định cắm cờ trả cho anh nè. Cái gì tôi đã cho thì không lấy lại. Không lấy đâu. Phụ nữ nói không lấy tức là lấy. Tôi không lấy thật mà. Tôi nợ cô, coi như trả cho cô. Anh nợ tôi cái gì, phải trả cho tôi cái gì? Thì chén cháo trắng sáng nay đó. Một chén cháo trắng thôi. Không phải một chén cháo trắng thôi. Tôi nói cô biết, cả cuộc đời tôi chưa bao giờ ăn được một chén cháo trắng đặc sắc như vậy. Một muỗng vào miệng, từ đầu lưỡi chảy vô kẽ răng, dục qua cuốn họng, tuột xuống dưới đường ruột, tràn qua đoạn ruột non, rồi vô túi mật, đẩy lên trên cao, một luồng hơi ở ra ngoài kèm theo mùi vị đó, tràn đầy hơi ấm. Mỗi một hộp gạo đều chứa đầy trái tim của cô đối với tôi, hoàn toàn cảm nhận được xúc giác của tình cảm. Tôi nhảy bén vô cùng, cô không thể gạt được tôi. Hôm nay cô không lấy, một ngày nào đó cô sẽ nói với tôi, đích kỳ, tôi lấy. Rõ ràng dữ như bà chằn, đột nhiên biến thành cừu non. Tôi biết rồi, chắc chắn tối qua đại ca đã chinh phục cổ triệt để. Cậu cảm thấy cô gái này dễ dàng bị chinh phục tới vậy sao? Tôi thì không thấy đó. Cổ là người của đại ca rồi, cũng như câu gạo sống nấu thành cháo trắng, không đi theo đại ca thì làm gì được. Hơn nữa bây giờ đại ca là đại soái mà, phụ nữ gì cái gì chứ, vì nơi nương tựa thôi. Bây giờ đại ca là nơi nương tựa quá lớn luôn rồi. Một chén cháo đã mua chuộc được cậu rồi sao? Cậu quên mất cô là phản tặc hả? Cậu quên mất cổ ghét nhất là quân phiệt, muốn giết nhất là đại soái. Đại ca là cái gì? Đại soái và quân phiệt đó. Ờ phải ha. Cổ tiếp cận đại ca là vì cái gì chứ? Tôi không biết, nhưng mà nay mai sẽ biết thôi. Lão già này, đâu có ai giống như ông vậy, cầm đồng tiền mà nét mặt như quyền đàn vậy chứ. Thần tài nhìn thấy ông cũng cấm đầu chạy. Trả tiền lại cho tôi. Đại soái ca tuần tra cấm cờ, ghế còn chưa kịp ấm liền bắt người ta cống nạp à. Trước sau vậy chúng ta cũng không gặp may. Đúng là ôn dịch mà. Ai là ôn dịch hả? Không có. Chúng tôi nói có đại soái ca quản lý trấn Thăng Quy, cho dù có ôn dịch ôn thần gì cũng bỏ chạy không kịp, có phải không? Phải. Mã phó soái ông nhìn đi, hôm nay chúng tôi chưa bán được khách nào hết đó. Hay là lấy hai trái táo ăn đi ha. Không cần đâu, tôi tới tìm Kỳ Kỳ, cô có đây không? Nó đi giao hàng rồi. Dạ. Vậy tôi ngồi đây chờ cô. Để rót nước. Dạ. Cảm ơn. Kiếm Kỳ Kỳ làm gì? Ủa, không lẽ cậu ta yêu Kỳ Kỳ rồi sao? Hey, bà coi đi, tướng mạo cậu ấy cũng được lắm, không chừng còn từng bước lên cao nữa kìa. Sau này tự mình làm đại soái, vậy Kỳ Kỳ chúng ta là phu nhân đại soái rồi. Ba má, con đã về rồi. Kỳ Kỳ. Mã phó soái đợi con kìa. Mã phó soái. Kỳ Kỳ về rồi hả? Lần trước cô có gửi cho tôi bức thư mà, tôi muốn cô đích thân đọc một lần cho tôi nghe. Hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện nha. Cũng được. Anh Mã à, thật ra anh tự đọc bức thư này là được rồi, sao lại kêu em đọc cho anh nghe chứ? Dù sao đọc thư cũng cách một lớp, vẫn là nghe cô nói, nhìn mặt cô mới biết rõ tâm ý của cô. Cũng được. Hôm nay có duyên được gặp nhau, còn hơn cả nhiều chuyện trên đời. Anh Mã à, bây giờ anh đã hiểu tấm lòng của người ta rồi chứ? Hiểu ý của cô rồi. Kì kìa, thật ra cô giỏi văn chương tới vậy, nét chữ cũng viết rất đẹp, hay là viết chút đồ cho tôi đi. Cậu đánh như vậy, tôi đánh tụi mày là thua rồi. Nè, nhẹ tay, nhẹ tay, giỡn thôi mà. Nè, giỡn thôi, nhẹ tay chút.
Thiếu soái, mày nghĩ binh đoàn điên khùng này có đúng là có thể làm việc lớn được không? Mày nhìn họ đi. Nè, đại soái ca đâu? Anh bị hai bà vợ lôi ra ngoài rồi, còn lâu lắm mới về. Ông đại soái sai người mang bức thư tới. Đưa cho tôi, cậu có biết chữ đâu. Cậu biết sao? Đông Lai coi giùm tôi đi, làm ơn. Không cần đâu, chờ đại soái ca về mới đọc. Ăn được chưa? Đại soái ca vẫn chưa về mà. Có chờ ảnh nữa hay không nữa vậy? Không biết đợi tới bao giờ. Bây giờ ôm hai người đàn bà đủ no rồi, không cần ăn nữa đâu. Tới giờ rồi. Nè, Đồng Lai ăn trước nha, không liên quan tới tôi. Đồng Lai đúng là ghét thiệt mà. Thiếu soái à, lúc nãy mày ăn nguyên cái đùi gà rồi còn muốn ăn hả? Ê, chắc chắn là nó ngửi được mùi lạp xưởng rồi. Nè thiếu soái, làm một cục đi. Chó không thể ăn lạp xưởng, dễ bị dê lắm. Không liên quan tới tao nha thiếu soái, mày nhớ mặt người đàn bà này đi. Nhưng nếu mày thật sự có chuyện á, tụi tao cũng sẽ có chuyện đó biết không? Ngon lắm. Ăn no rồi, để dành cho đại soái ca nha. Hôm nay lạp xưởng ngon lắm á. Báo cáo thiếu soái, đồ ăn thì không thể kiếm cho mày rồi, tao kiếm một con cái cho mày chịu không? Thiếu soái, làm gì vậy? Tôi chết rồi. Đốt cái gì đó? Đốt cái gì đó? Đưa cho tôi. Đưa đây. Anh dám tới lấy không? Tôi là người của đại soái ca đó. Cô dọa tôi sao? Đứng lại. Cô bước tới một bước, tôi sẽ nổ súng bắn nát đầu của cô. Đưa cho tôi. Bắn nát đầu tôi đi. Tôi là người của đại soái ca đó. Đại soái ca này, đại soái ca nọ, tôi sẽ kêu đại soái ca xử cô. Đi.
Tự nhiên sao lại muốn ra tỉnh thành? Có phải đi tìm đồng bọn của cô không? Có phải muốn tiết lộ tình báo quân sự của đại soái ca không? Đồng bọn của cô là ai? Nói mau! Đã nói rồi đại soái ca, anh mạo hiểm cứu cổ hết lần này tới lần khác, không ngờ cô lại phản bội lại anh. Người đàn bà này không thể giữ được. Mã Thắng này trước giờ không ưa ai ăn hiếp phụ nữ, nhưng mà lần này vì đại soái ca, vì các anh em, phá lệ cũng phải làm một lần. Mã Thắng, đại soái ca, bây giờ trong đầu của tôi có rất nhiều dấu hỏi.